Xin kính chào quý vị khán giả yêu mến. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Tú Anh Múa Yoga. Và đây là video hướng dẫn chậm bài nhảy van mùa xuân đầu tiên. Quý vị hãy vào phần mô tả bên dưới video này để xem bài nhảy mẫu trước, sau đó chúng ta sẽ cùng tập chậm. Và trước khi vào tập chậm thì Tú Anh rất muốn được quý vị chạm vào nút đăng ký và hình quả chuông ở ngay bên dưới góc phải video này để ủng hộ cho kênh của Tú Anh ngày càng phát triển hơn. Và để mỗi khi Tú Anh ra bài mới thì quý vị sẽ nhận được thông báo sớm nhất. Bây giờ Tú Anh sẽ làm từng thủ một mặt trước rồi quay cùng chiều hướng dẫn. Đầu tiên là nhạc dạo đầu, quý vị có thể đi từ bên trong ra hoặc đứng sẵn ở trên sân khấu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó. Đi từ bên trong ra, đấy là nhạc dạo đầu. Và vào tổ thứ nhất. 1, 2, 3 2, 2, 3 3, 2, 3 4, 2, 3 5, 2, 3 6, 2, 3 7, 2, 3 8, 2, 3 9, 2, 3 10, 2, 3 11, 2, 3 12, 2, 3 13, 2, 3, 14, 2, 3, 15, 2, 3, 16, 2, 3, 17, 2, 3, 18, 2, 3, 19, 2, 3, 20, 2, 3. Có 20 bước van và nhịp van sẽ đếm là 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Một phách mạnh và hai phách nhẹ. Và cứ ở phách mạnh là luân phiên chân phải xong đến chân trái. Phải, trái, phải. Xong nhịp thứ hai ở phách mạnh thì sẽ là trái, phải, trái. Phải, trái, phải. Trái, phải, trái đó. Cứ liên tục như thế. Bước liên tục và nhịp thứ nhất là nhịp mạnh và hai nhịp nhẹ. Là 1 2, 3 2, 2, 3 đó. Quay cùng chiều. Chúng ta sẽ đi hình quả tráng. Bước đầu tiên là chân phải. Bước lên 1, 2, 3. Và chân trái bước lên 2, 2, 3. Chân phải lùi 3, 2, 3. Chân trái lùi 4, 2, 3 đó. Chúng ta sẽ đi thành hình thoi. Bước lại lần nữa này. 1, 2, 3 2, 2, 3 3, 2, 3 4, 2, 3 đó. Và tay chúng ta đầu tiên là sẽ đưa sang phải, sang trái, sang phải, sang trái. Chúng ta đi hai lần quả tráng như thế, kết hợp chân và tay. 1, 2, 3 2, 2, 3 3, 2, 3 4, 2, 3 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Tiếp theo chúng ta sẽ bước vắt chân phải sang bên trái. 9, 2, 3 và vắt chân trái sang bên phải. 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3. Lúc này chúng ta không cần bước 2, 3 mà chúng ta xoay luôn. Bước chân phải và xoay chân trái. Bước chân trái và xoay chân phải. Kết hợp với tay. Khi bước vắt chân phải thì tay phải sẽ trước bụng và tay trái sẽ ra sau lưng. Sau đó tung hai tay ra ngang bằng vai rồi đổ tay. Tung ra và kết hợp chân và tay. 9, 2, 3 10, 2, 3 11, 2, 3 12, 2, 3. Tiếp theo chúng ta sẽ bước thẳng lên phía trước. Vẫn là chân phải bước trước. 1, 2, 3. Lùi chân trái. 2, 2, 3. Bước chân phải. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Và bước chân phải xoay nửa vòng theo tay bên phải. 5, 2, 3. 6, 2, 3 đứng yên. Và bước chân trái xoay theo tay bên trái. Và đậm chân. Kết hợp chân và tay. Khi bước lên thì tay lên trên cao.
Khi lùi xuống, tay mở, vuốt lên và hạ xuống trước mặt, mở ra hai lần như thế. Sau đó khi bước xoay thì chúng ta sẽ mở hai tay ra và giữ nguyên xoay lần thứ hai. Kết hợp chân vào tay, bước chân phải trước. 1, 2, 3, lùi chân trái. 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, lần này bước chân phải và xoay. 5, 2, 3, 6, 2, 3, đứng nguyên và bước chân trái, tay giữ nguyên. 7, 2, 3, 8, 2, 3. Làm cả tổ hợp này từ chỗ đi quả trái. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, tiếng 13, 2, 3, 14, 2, 3, 15, 2, 3, 16, 2, xoay, 17, 2, 3, 18, 2, 3, 19, 2, 3, 20, 2, 3. Tổ tiếp theo. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3. Chúng ta sẽ bước vắt chân phải. Chân vắt này. Chân phải vắt thì tay phải cũng vắt. 1, 2, 3. Giờ chân phải vắt ra đằng sau và tay phải cũng vắt ra đằng sau. 2, 2, 3. Khi chân phải vào hút tay phải. 3, 2, 3. Giữ chân trái và chuyển trọng tâm sang chân phải. 4, 2, 3. Và chúng ta làm ngược lại. Sẽ bước chân trái vắt thì tay trái vắt đằng trước. 5, 2, 3. Chân trái vắt đằng sau. 6, 2, 3. Giữ chân trái. 7, 2, 3. 8, 2, 3. Và xoay một vòng. Đi về phía bên trái và xoay một vòng nhỏ. 9, 2, 3. Làm lại lần nữa. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 5, 2, 3. 6, 2, 3. 7, 2, 3. 8, 2, 3. 9, 2, 3. Tổ tiếp theo. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3. Chúng ta sẽ bước lên hướng chéo bên phải và vẫn là chân phải bước trước. Khi bước lên thì hai tay cùng song song nhau lên cao và khi lùi xuống thì hai tay hạ và mở sang hai bên. Chân phải bước trước. 1, 2, 3, lùi chân trái. 2, 2, 3, hai lần. 3, 2, 3, 4, 2, 3. Chúng ta xoay về bên trái và sẽ bước chân phải lên bên trái. 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Tiếp theo chúng ta sẽ bước thẳng chân phải lên trên và khiến chân trái thì tay phải vuốt. 9, 2, 3 và bước chân trái khiến chân phải. 10, 2, 3, bây giờ lùi chân phải. 11, 2, 3, 12, 2, 3. Còn lại lần nữa.
một hai ba, hai hai ba, ba hai ba, bốn hai ba, năm hai ba, sáu hai ba, bảy hai ba, tám hai ba, chín hai ba, mười hai ba, mười một hai ba, mười hai hai ba. Câu cuối cùng, một hai ba, hai hai ba, ba hai ba, bốn hai ba, năm hai ba, sáu hai ba, bảy hai ba, tám hai ba, chín hai ba, mười hai ba, mười một hai ba, mười hai hai ba, và mở tay ra kết thúc. Chúng ta sẽ bước sang bên phải hai bước, một hai ba, và nhảy lên đá chân trái. Bước về bên trái hai bước và nhảy lên đá chân phải, sau đó xoay di động về bên phải, kiễng chân trái, rồi xoay di động về bên trái, kiễng chân phải. Sau đó chúng ta chuyển trọng tâm sang hai bên. Tay khi nhảy về bên phải thì tay chúng ta vẽ vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ này, một vòng này, rồi tung lên bên phải. Đi về bên trái thì vẽ cùng chiều kim đồng hồ và tung lên bên trái. Và khi xoay thì tay chúng ta ở dưới thấp và vắt đằng trước đằng sau. Một hai ba, hai hai ba, ba hai ba, bốn hai ba, năm hai ba, sáu hai ba, bảy hai ba, tám hai ba, và chuyển động tâm, chín hai ba, mười hai ba, mười một hai ba, mười hai hai ba, rút chân trái ra, mở hai tay ra và úp, kết thúc. Làm lại câu cuối, một hai ba, hai hai ba, ba hai ba, bốn hai ba, năm hai ba, sáu hai ba, bảy hai ba, tám hai ba, chín hai ba, mười hai ba, mười một hai ba, mười hai hai ba, và một hai ba, kết thúc. Bây giờ Tú Anh sẽ đếm liền lại các tổ hợp từ nhạc dạo giữa cho đến hết. Vì lời 1 sẽ giống như lời 2, chúng ta sẽ làm 2 lần như nhau. Đây là phần nhạc dạo giữa. Chúng ta sẽ chuyển trọng tâm sang từng chân và tay thì đưa vuông góc. Bắt đầu vào lời 2, chân phải 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, 13, 2, 3, 14, 2, 3, 15, 2, 3, 16, 2, 3, 17, 2, 3, 18, 2, 3, 19, 2, 3, 20, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, 13, 2, 3, 14, 2, 3, 15, 2, 3, 16, 2, 3, 17, 2, 3, 18, 2, 3, 19, 2, 3, 20, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, 1, 2, 3,
hai hai ba, ba hai ba, bốn hai ba, năm hai ba, sáu hai ba, bảy hai ba, tám hai ba, chín hai ba, mười hai ba, mười một hai ba, mười hai hai ba, mười ba hai ba, mười bốn hai ba, mười lăm hai ba, mười sáu hai ba, mười bảy hai ba, mười tám hai ba, mười chín hai ba, hai mươi hai ba, một hai ba, hai hai ba, ba hai ba, bốn hai ba, năm hai ba, sáu hai ba, bảy hai ba, tám hai ba, chín hai ba, mười hai ba, mười một hai ba, và mở tay, mười hai hai ba, kết thúc. Vậy là Thu Anh đã hướng dẫn xong tất cả các động tác, các tổ hợp ở trong bài nhảy van mùa xuân đầu tiên. Chúc quý vị thật là nhanh thuộc bài này. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi và cổ vũ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau.